Ê, em có một trò chơi này hay đó. Trò gì anh đang làm này? Đây là những lá bài thần kỳ. Thần kỳ cơ. Hay lắm anh ạ. Wow, như nào đây? Bây giờ nhá, em với anh cầm lá bài này phi ra. Phi ra. Em với anh này sẽ thành siêu anh hùng luôn. Em phi ra, em biến thành siêu hùng mà anh phi ra cũng biến thành siêu hùng. Đúng rồi. Thật á? Ừ. Em thử biến xem nào. Như này. Đâu? Phi kiểu gì mà vỡ mất cốc của anh rồi. Chưa thấy em biến thành siêu hùng luôn mà vỡ mất cái cốc của anh nhá. Em mới là đẳng cấp chứ. Nói chung là em muốn chơi cái trò mà Phi trả bài ra xong mà biến thành siêu hùng để đi đánh trận thôi mà không? Vâng. Thì hôm nay ấy, anh sẽ giới thiệu em một cái tựa game mà cái cách chơi nó y hệt như của em luôn. Và điều cần mình trả bài có. Wow. Em muốn chưa? Có. Ok. Hi, siêu bạn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại kênh trang của mình và mình là Thắng nè. Và mình là Lương đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho em gái mình một tựa game chiến lược tự động điều khiển những anh hùng bằng những cái thẻ bài. Wow. Đó chính là game AFK Arena. Wow. Em đã sẵn sàng cái tựa game này chưa? Ok, em đã sẵn sàng. Let's go. Let's go. Đó, thì đây là giao diện của game AFK Arena này. Wow. Nhìn đẹp chưa? Nhìn này, bao nhiêu tiền luôn này. Ui, toàn vàng anh ơi. Anh chẳng cày đến level 59 rồi nha, nhìn tiền của anh này. Wow. Vàng của anh hơi ít, kim cương anh nhiều. Đã vàng lại có kim cương đó các bạn. Được người ta tặng cho cái mã quà. Bây giờ anh sẽ nhập cái mã này vào để nhận phần quà này. Wow. Bây giờ anh vào chỗ này nè, kích vào cái ảnh avatar này, xong đầu thành tựu này. Cài đặt quên đây, cài đặt này vào mã đổi quà này. Bây giờ anh sẽ nhập cái mã code của anh nhà để nhận quà này. Rồi mã code của anh là UF này 4 này, SH này. Em bấm lại phần SH này, xin không? Q D Z Z Z L L G Q. Ok, xác nhận. Đó, wow. Wow, được tặng cái gì đây? Xem nào, bí kíp anh hùng này, đồ dùng này. Có thể dùng bí kíp này ở quán rượu. Mỗi khi sử dụng 10 bí kíp này, bạn có thể lấy được 10 anh hùng. Wow. Wow. Tức là đổi cái bí kíp này lấy được 10 anh hùng đấy. Thì anh sẽ sử dụng cái này luôn này. Ok luôn. Ok. Ở đâu mà người ta bảo đâu nhỉ? Người ta bảo là ở đâu đây? Ở quán rượu xem nào. Quán rượu nè, random này, quán rượu đâu? Quán rượu thượng lưu. Ôi, em bảo quán ba rồi chưa? Em chưa bao giờ được vào quán ba. Cái quán này nó cũng giống là quán ba đấy. Bây giờ anh sẽ triệu hồi này. À, bí kíp này. Đấy, mười này. Đây nhá, cái game này khác với trò chơi khác là người ta sẽ cung cấp một cái hệ thống danh sách này để mình chọn những cái các tướng mà mình thích thì xong sẽ tăng cái tỷ lệ mình bốc được những cái con tướng mà mình chọn này này. Đó, thôi này, đó, ví dụ mình chọn những cái này thì tí nữa mình sẽ bốc vào những cái thẻ thì để tỷ lệ ra những cái con tướng như này sẽ cao hơn. Ok, em hiểu chưa? Ok, bây giờ mình sẽ bốc nha. Anh sẽ triệu hồi luôn nha. Ok luôn. Phần số 10 luôn, người ta tặng mình 10 này. À, người ta tặng mình 30 luôn. Đó. Bây giờ sẽ chọn này. Như là đây là những lá bài đúng bây không? Giờ anh chọn xong em chọn nhá. Vâng. Kiểu như bây giờ mình mà bốc được cái thẻ mà cũng cái viền tím ở xung quanh thẻ này là tướng VIP đấy. Thế ok. Bây giờ cho em bốc trước. Nào, em bốc đi. Chạm đi. Em chạm vào này. Wow. Đây là cái gì ta? Đây là tướng gì không biết, cậy mở nào. Wow. Ui. Ui. Đây là thẻ màu xanh da trời. Ôi. Tiếp tục cho em chọn tiếp. Chiu. Wow. Vẫn là màu xanh da trời. Mở tiếp tục nào. Wow, màu tím nè. Tím không? Phải. Wow. Được cả tím luôn nha, cả tím cả VIP đây. Yeah, anh sẽ chọn tướng này luôn. Xem nào, tướng này tướng gì đây? Quá à. Trời ơi, tướng này anh có rồi. Wow, tướng này đọc là Gly Huy sao ấy. Cả đi xem nào. Rồi, cả đi anh có tướng này rồi. Xem mở tiếp nào. Wow. Tên cây, màu xanh da trời. Mở tiếp đi. À, anh vừa mở xong nè. Em mở cái đi hoa này. Vẫn màu xanh này. Màu tiếp xanh. Được màu tím rồi. Đó. Lại là màu tiếp xanh sổ. Vẫn là màu xanh, có riêng một thẻ tím thôi. Đúng rồi, có một mở nha, là cơ hội may mắn quá cao rồi đấy. Tiếp tục, hay là mở tiếp ta. Mở tiếp lần nữa đi. À. Mở tiếp nè. Rồi, mở tiếp. Mở tiếp nè. Rồi, mở tiếp nè. Rồi, kiểu mở tiếp nè. Kiểu như mở quà ấy các bạn ạ. Ui, tím thẻ. Trời ơi, trời ơi. Tướng gì đây? Đây là tướng ca rớt này, thể loại pháp sư, tức là người ta là pháp sư đấy. Trong này ấy, kiểu tướng nó sẽ có nhiều thể loại, tướng đi rừng này các kiểu. Wow. Thôi nha, bật nhanh à. À, wow. Vẫn còn này, vẫn còn hai cái anh bật rồi. Thôi, bây giờ ra ngoài trang chủ này.
nào. Đang đi phần thưởng này qua. À cái phần thưởng ở quán điệu lúc ấy còn phần thưởng này. Đúng rồi. Ok. Thì đấy nha, cái game này anh chơi anh cày lâu rồi nên là anh có nhiều tướng lắm, đây là anh sẽ khoe cho em. Đó. Đây là 5 tướng level cao nhất này, anh có 3 tướng level cao nhất. Còn đồ level 100, level 100, còn mấy tướng này toàn level 1 đấy không. Đây. Đây là tướng level 126, tướng này là tướng Simira. Oh, kinh không? Tướng này là pháp sư. Đây thì anh sẽ giới thiệu cho em cái skin của cái vị tướng Simira pháp sư này. Đó thì đây. Wow, linh hồn hành hạ. Ui nghe thấy sợ nhỉ. Nha, chiêu này nha, linh hồn chết chóc quấn quanh Simira gây sát thương liên tiếp cho quân địch ở gần trong 12 giây. 50% tổng sát thương gây ra bởi khả năng này có thể được chuyển thành sức khỏe chữa lành cho Simira. Simira, không nhầm. Chiêu thứ hai này, Simira gây 100% sát thương cho quân ma địch và đồng thời ngăn chúng sử dụng mọi khả năng trong vài giây. Đó, cả lên level 2 sát thương tăng lên 125, kiểu như lên level càng cao thì đấy cái skin càng cao ấy. Đây là chiêu thứ ba này, Simira liên tục hút hồn quân địch để phục hồi sức mạnh của mình, gây 45% sát thương trong 0,5 giây. Đấy, tiếp tục sang chiêu cuối cùng này, càng gây nhiều sát thương thì Simira càng có được nhiều sức khỏe, sát thương mà Simira gây ra có thể tăng lên 30%. Đó, còn lên level nữa này, đây là tướng anh thích này, còn tướng thứ hai này, tướng thứ hai là Binina. Đấy, skin này, tướng này cũng là pháp sư, anh thích pháp sư mình cả tướng là con gái đúng không? Trời ơi. Đây, thì chiêu thứ nhất là ánh sáng thần thánh. Binina sử dụng sức mạnh thần thánh để tấn công quân địch trên diện rộng 4 lần, uầy 4 lần liền. Mỗi cú đánh thành công gây 110 sát thương, ma thuật cho quân địch mục tiêu. Đó, chiêu thứ hai là chói nóa, kinh chói nóa. Hậu quả ra đòn quyết định tăng 12%. Chiêu thứ ba là chúa trời trừng phạt. Binina bắn một quả cầu năng lượng thần thánh vào quân địch. Quả cầu sẽ nổ khi chạm với tên địch đầu tiên mà nó đụng vào quân địch xung quanh, do đó chịu 160% sát thương. Wow. Và chiêu thứ tư là phước lành. Binina ban phước lành cho đồng minh có hiệu quả tấn công cao nhất, tăng hiệu quả và tấn công họ lên 15% và hiệu quả ra đòn quyết định 15%. Và vị tướng này nữa anh rất là thích. Đó, vị tướng này là Lucius. Thì đây là tướng xe tăng, kiểu như là tướng tướng này kiểu như là để làm gì ta, để che chắn ấy, che chắn bảo vệ mấy cái tướng kia rất yếu ấy. Em thấy có áo giáp rồi đấy. Đấy, kiểu ấy. Để xem nào. Kỹ năng này, ulti này, thần linh bảo vệ này. Lucius ban phước cho tất cả các đồ bằng một chiếc khiên. Bằng một chiếc khiên thần giúp giảm sát thương tương đương 5% giá trị tấn công của riêng mình trong 8 giây. Kỹ năng thứ hai, phước lành này, chữa lành cho đồng minh có sức khỏe thấp hơn trong 200% hiệu quả tấn công của anh và tăng hiệu quả phòng thủ của họ trong 5 giây. Đấy, kiểu như tướng phòng thủ ấy. Chiêu thứ ba là cú đánh thần kỳ, đập mạnh búa chiến xuống mặt đất gây xung kích khiến quân địch ở gần té ngã, đồng thời gây 130% sát thương diện rộng. Thứ tư là Lucius tạo ra một đòn lá chắn may mắn có thể giảm 65% tất cả những sát thương mà anh ta nhận được trong 5 giây. Lucius sẽ tạm dừng chiếc khiên may mắn của mình nếu có khả năng tối thượng của anh ta có sẵn để sử dụng. Lucius không thể bị điều khiển bởi kẻ thù trong khi sử dụng này. Chiêu cuối cùng, à đây là chiêu cuối cùng rồi. Ôi ôi, giới thiệu thế đúng rồi. Tiếp mà hết cả mồm luôn các bạn ạ. Mồm luôn. Giới thiệu đấy, người mới chơi phải giới thiệu thế mới hiểu. Đúng rồi. Thôi từ bây giờ nói nhiều quá, bây giờ anh và em sẽ vào game chơi luôn. Chơi luôn đây, chiến dịch luôn. Khu đường bóng tối này, chơi luôn bên này chiến dịch nha. Ủa, bắt đầu đây là này. Vương quốc Anh. Bắt đầu này, chọn tướng này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đấu với bot này. Ui, bot này 100, level 105 điểm. Nhưng không sao, bây giờ giết hết bọn bot này thì sẽ được phần thưởng thế này. Anh sẽ chọn những vị tướng cao nhất. Bắt đầu này, anh sẽ chọn những vị tướng cao nhất này. Đây, vị tướng này này, tướng này này, nó 5 vị tướng level cao nhất, khỏe nhất của anh. Chiến đấu luôn. Chiến luôn. Chiến luôn, gửi mấy con quỷ này đánh phát chết luôn. Thế nào, chiến thế nào. Đang đánh nhau nè. Đây đang là anh sẽ dùng chiểu, dùng cái skill luôn. Ok. Chúng ta sắp chết hết rồi nè. Đó, cầm lại. Ê. Ui chui. Ui. Lợi là khi đẹp nhỏ. Trời ơi. Đẹp nhỏ. Ui. Đã ma luôn. Đầy đồ lực thế nè. Dùng skill. Đó. Cái này được. Chết nè, thắng luôn. Đó, anh chơi một khác. Luôn. Nào, tiếp nào. Chết nè, vô. Vô. Skill này tiếp theo này. Anh thắng chơi vô địch dã man luôn. Sao anh chơi thắng này mà em chơi kiểu gì ta? Ây dồi, người ta chơi cái này chứ. Mình là đầu tiên mình chơi, anh thắng chơi đâu rồi. Sau khi chơi xong là người ta sẽ tặng mình đây nha. Tặng mình điểm kinh nghiệm anh hùng này, tặng mình tiền vàng này, tặng mình điểm kinh nghiệm
người chơi nè. Đấy, những phần quà tiếp tục. Đây, cho em chơi tiếp phần tiếp theo. Em chơi tiếp đúng không? Bắt đầu. Đấy, dùng những vị anh hùng của anh. Bắt đầu luôn. Đừng bảo này thua nhá. Không biết lần này mình thắng anh thua nữa. Chắc chắn là mình thắng rồi. Wow. Bây giờ đây nó lan quyển ấn luôn này. Chiến thắng luôn. Nào. Ông này được. Đầu tiên. Đấy. Em đoán 100% luôn. Xem sao. Tiếp tục. Wow. Thắng win luôn này. Win luôn này. Win luôn này. Yeah. Tại vì mới đầu mà em chọn toàn những vị tướng nó lên bắt mắt quá. Những vị tướng đấy. Gọi là gà các bạn ạ. Tiếp tục nhận phần thưởng đi. Nhận phần thưởng. Đây, ăn vào đây. Trận tiếp tục đã nhận rồi. Ai nhá, em có thể kiếm được nhiều phần thưởng hơn nhờ bằng cách làm nhiệm vụ đây. Làm nhiệm vụ này, đấy, làm nhiệm vụ này. Ui, đấy, hoàn thành nhiệm vụ này. Thu nhập này, đó, thu nhập này. Bên này vẫn còn này, nhiệm vụ hàng tuần này. Thu nhập này. Chiến dịch này. Wow. Mức luôn. Wow. Ui, 200 kim cương. Cần kim cương luôn. Thế là anh có bao nhiêu điểm kinh nghiệm để nâng cấp anh hùng này nè. Đó. Wow. Mấy anh hùng này level cao lắm rồi. Thăng cấp này rồi. Rồi anh sẽ thăng cấp mấy cái anh hùng level thấp này. Đây anh level 1 này. Đó, thăng cấp này. Sachana. Thăng cấp luôn nha. Phải chưa, bây giờ tướng này level bao nhiêu nhỉ? Lên level 11 này, anh sẽ nâng cấp hết luôn. Xác nhận, nó nâng cấp nhiều này. Đó. Trời không biết lên level bao nhiêu rồi, vẫn còn nhiều lắm. Ui, thế nâng cấp đến mai luôn. Hết chưa? Wow, vẫn nâng cấp được thế nào? Lên level, lên level 41 rồi này. Thế chưa? Mới được 11 giờ đã 41 rồi. Wow. Mới được level 1, bây giờ 41 luôn. Đây nha, còn một cách nâng cấp anh hùng khác đó là kiểu như là dùng sức mạnh của những anh hùng level cao nhất để chia sẻ cho những cái anh hùng thấp này này. Đây thì đây, Dandum này và pha lê vang dội đó. Đây này thì sẽ tự động chọn ra những cái vị tướng mà level cao nhất này xong đầu. Đó, xong rồi chọn kiểu chia sẻ ra những cái vị tướng level thấp hơn ấy. Đây, anh sẽ chọn này. Xác nhận. Ui, thôi xong. À, hai vị tướng này anh lưng rồi, đây anh sẽ thêm một vị tướng ở đây này. Đây, bây giờ cái vị tướng này thấp nha. Vị tướng level 1 đi. Đây. Thì tụi này là một xác nhận. Đó, lên level 100 luôn. Level 100 luôn. Trời ơi, anh sẽ mua thêm một ô nữa này. Đó, mua thêm ô này. Xác nhận 800 kim cương. Đây, anh sẽ chọn một vị tướng này. Nha, cái vị tướng này này. Vị tướng này là vị tướng gì đây? Vị tướng này không xem được à? Ôi, không xem được tên à? Đây, vị tướng này đi. Chọn vị tướng này level 1 nhá. Okay. Nhìn này, level 1 này, nhìn kỹ này. Xác nhận. Này, đó, level 100 luôn. Kinh chưa? Ok. Và còn cách nếu như mà kiểu như em nâng cấp cái vị tướng này nhiều, mất nhiều đồ, mất nhiều tài nguyên quá rồi ấy, thì em kiểu như em không thích cái vị tướng này nữa, em muốn tháo đồ ra. Tháo hết đồ mà mình nâng cấp cho cái vị tướng này rồi. Tháo ra để nâng cấp cho vị tướng khác ấy. Thì đây em vào cái xe đung này. Đó, em chọn nha. Ví dụ anh sẽ chọn cái vị tướng đây, vị tướng này level 60 đi. Đó, bây giờ anh sẽ cài lên tất cả các đồ mà anh đã đặt cho cái vị tướng này. Ok, thiết lập lại anh hùng sẽ trả lại mọi tài nguyên đã dùng để thăng cấp cho anh hùng và trả anh hùng đó về trạng thái ban đầu, tức là sẽ vào cái phim về level 1 đó. Đúng rồi, xác nhận này, cái này này, xác nhận đó. Anh hùng này đã về level 1 này. Ok, đấy thì đây là anh hùng gì đây, từ từ. Anh taxi đó, hình là con bướm ấy. Bây giờ cái chị anh hùng này cái bạn anh hùng này đang về level 1 rồi và cài lại tất cả các đồ đấy. Và anh đã lấy lại được tất cả các cái tài nguyên này, lấy lại được tất cả cái tài nguyên. Ok, đúng không? Đây đó, lấy lại được này, điểm kinh nghiệm này 139.000 này. Đây, lấy lại áo choàng phù thủy này. Đấy, lấy lại được cái quân phù thủy, nói chung lấy lại được tất cả các đồ để trang bị cho cái pháp sư khác. Ok, hiểu chưa? Dễ hiểu không? Dạ. Nhất là lấy lại bao nhiêu là vàng luôn nè, kinh nhiều. Ok, thì lên giờ anh giới thiệu cho em cái tựa game AFK Arena này, em đã hiểu chưa? Em cũng hiểu một phần rồi đấy. Đó, chơi dễ không mà đấy nha. Bây giờ ấy, anh đưa máy cho em ra các chơi đi, còn anh ngồi anh làm việc cái này. Ok luôn. Ok. Anh cứ làm đi nhá. Ơ, nhưng mà từ từ phải chào tất cả các bạn á. Ồ, chào các bạn nữa. Trời ơi. Thì cái tựa game này rất là hay nha, các bạn nhớ tải cái game AFK Arena này về máy chơi nhá. Và bây giờ ấy, Lương đi chơi còn Thắng phải làm việc đây. Ok, mình chào các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của Thắng nha. Hẹn gặp tất cả các bạn trong cái video sau.